Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn có thể thấy để chọn bộ bảng main của điện thoại Nokia 8.1 đang chờ được thay mới, sửa chữa tại Di động Cao cấp.vn. Khi bảng gặp lỗi, sự cố liên quan phần bảng main đến main của Nokia 8.1 lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, Di động Cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên Nokia 8.1 nói chung và phần bảng main của Nokia 8.1 nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa có điều kiện đến với Di động Cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi sẽ ship main của Nokia 8.1 đến tận chỉ hàng yêu cầu. Quý vị nhận được, quý vị thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của Nokia 8.1 hàng đầu hiện nay.